làm được ra quả đã khó rồi, bây giờ bán nó cũng khó. Trước mới được tiền, nói cho ông một câu thôi ông vuông ghét luôn, vuông như viên gạch luôn chứ không cần. Đây gì đây? Một... có phải ở bên dưới gì? Thế mà nó tiền nó nhiều hơn mình. Con rể ông nó còn chèn xịt hơn. Thằng thằng gì đúng không? Tôi giỏi hơn mình đấy mà. Không có xẻ chứ không có xài. Già rồi. Mẹ mày đóng cam bằng kia làm gì? Anh có biết là hôm kia nó bảo là hôm đấy là làm gì nhỉ kia nhỉ? Đổ văng à? Mệt sắp chết rồi, ra vẫn phải ra đóng cam cho anh không? Có lo bê cho anh mấy thùng cam đâu, bảo là... Mà còn chưa thấy mời, chưa thấy mời. Bảo người ta thì quát, lấy quát để mà thì mắng.